Xin chào quý vị và các bạn. Rất là vui khi ngày hôm nay bản thân tôi được gặp lại quý vị và các bạn. Để cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm của bản thân trong cuộc sống hôm nay. Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề rất thiết thực trong cuộc sống hôm nay, đó chính là vấn đề trồng cây bé nước mắt để làm cây cảnh. Thì các bạn thấy rằng cây cảnh này nó có một cái tên rất là khác biệt. Họ chính là bé nước mắt. Cây này cũng không hoàn toàn thích ánh nắng trực tiếp mà thích sự râm mát. Ta không thể trực tiếp ở bàn hay một vị trí nào mà cây này đặc biệt ở trên cao. Chúng ta treo lên cao. Tạo nên sự trang trí và vẻ đẹp cho không gian quán hay gia đình của bạn. Chỉ cần tưới nước đầy đủ là cây rất phát triển. Sự chia sẻ này của tôi với các bạn đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng với tôi. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.